lẹt lẹt luôn đó quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Nắng rất là nắng luôn, đồ ngoài trời chắc phải tầm 33 độ C. Đây xung quanh của em đây đang quay cái dự án sân cột mô của tập đoàn Sun Group và quý cô chú anh chị và các bạn. Tòa lạc ngay dưới cầu Tân Thị Lý luôn. Hôm nay sẽ 2010 đấy. Buổi trưa rất là nắng luôn. Và bên đây là cái khu Euro Villa, cũng là một khu nhà giàu rất là giàu. Trong này là toàn là biệt thự 37 tỷ trở lên luôn đó quý cô chú. Quý cô chú nào mà có nhu cầu á tìm mua cái bất động sản ở trong này á hoặc ở thành phố biển Đà Nẵng á thì cứ liên hệ với em nhé. Trong này thì em hiện tại đang nắm ba cái sản phẩm chủ đang gửi em bán ở trong này này. Đấy. Thì mặt tiền của nó là mặt tiền sông sông Hàn luôn đó quý cô chú anh chị và các bạn. Đấy. Nó nằm giữa cầu Tân Thị Lý đến cầu sông Hàn luôn. Còn bên này thì em đang chạy về quận Hải Châu, trung tâm của thành phố Đà Nẵng. À, sân bay nó nằm giữa trung tâm của quận Đà Nẵng luôn á các bạn ạ. Đấy, quý cô chú nào mà có nhu cầu tìm kiếm nhà để ở á, đất để đầu tư và kinh doanh á thì liên hệ về em để em hỗ trợ nhá. Em cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin chào.